những loại sen đá khó trồng. Sen đá hay có tên gọi khác là hoa đá là một loại cây có sức sống mạnh mẽ, có thể sống được ở nhiều điều kiện khí hậu khác nhau. Tuy nhiên tròn số đó vẫn có một số loại sen cực kỳ khó trồng và khó chăm sóc. Vì vậy hãy cùng web cây canh điểm qua những loại sen đá khó trồng đó nhé. Danh sách những loại sen đá khó trồng. Sen đá Thái là loại sen đá khá phổ biến, với những lớp lá xếp chồng lên nhau, trông vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên đây là loại sen vô cùng dễ úng và nếu sống trong điều kiện thiếu sáng cây rất dễ bị vàng và rụng lá. Đặc biệt là vào những ngày nóng mùa hè hạn chế để cây tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, nếu không cây rất dễ bị cháy lá. 2. Sen đá đất là loại sen đá đến từ Mexico và có đặc điểm khá giống với sen đá Thái, nên sen đá đất cũng được xếp vào danh sách những cây khó trồng. 3. Sen đá hồng lá của loại sen đá này khá mềm, tương đối khó chăm, nhất là vào mùa hè oi, nóng, mùa đông cây dễ thích nghi hơn. 4. Sen đá Phật Bà đây là một loại sen được rất nhiều người quan tâm và hỏi đến vì cây lá dẹp được xếp trông rất đều thành đài rất đẹp. Tuy nhiên sen đá Phật Bà được xếp vào loại khó trồng vì tính ưa sáng và hay cụp lá, vào mùa nóng cây khó phát triển và có thể chết. 5. Sen đá Thanh Ngọc đây cũng là loại sen đá có lá mềm, mỏng và yếu, cây nhanh bị nhạt màu, lá mềm nhũn nếu trồng ở môi trường thiếu sáng. Đặc điểm chung của những loại sen đá khó trồng. Một số nguyên nhân phổ biến làm cho những loại sen đá khó chăm này nhanh chết là do tưới quá nhiều nước, thiếu ánh sáng và thời tiết nóng. Vì vậy, tiêu chí để đánh giá độ khó trồng của những loại sen đá này dựa trên các khía cạnh thời tiết, nước và ánh sáng. Đặc điểm chung của hầu hết các loại sen đá khó chăm sóc là thân cây nhỏ, lá mỏng và khá mềm. Khi chăm sóc những loại sen này, chúng ta nên chú ý nhiều đến yếu tố ánh sáng và cách tưới nước cho sen đá.